Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Lam Hy Sĩ Tỷ, ta thấy người này đích thân tỷ xử lý thì hơn. Tỷ tỷ cứu muội, muội không muốn chết. Sở Phong Sư Đệ, dù sao nó cũng là muội muội ta. Lam Hy Sĩ Tỷ, ả sớm đã vật lộn gian dữ với Dương Long đó, hôm đó chính là do ả đã hạ mê dược cho tỷ, là loại quả đó. Làm yên chi, người bán đứng ta thật sao? Tỷ tỷ, muội sai rồi, đều là Vương Long ép muội, không làm theo hắn sẽ giết muội. Uổng cho ta tin tưởng người như vậy, sau này gặp lại. Lam Hy Sĩ Tỷ, chuyện hôm nay ta hy vọng tỷ có thể giữ bí mật. Được. Sở Phong Sư Đệ, tại sao máu của họ lại không thể tập trung vào trong trận đồ đó? Bề mặt trận đồ huyết dịch sắp luyện chế hoàn toàn rồi. Thế này phải làm sao? Không cần lo lắng, đây vốn không phải tế đàn gì. Chỉ cần yêu thú đó chết đi, trận đồ này sẽ bộc phát, chẳng có cách nào ngăn được. Vậy sao lúc trước đệ nói? Chỉ có nói vậy, ta mới có lý do hợp lý để diệt chúng. Sở Phong đại ca, hình như những yêu thú đó sắp thức tỉnh rồi, tiếp theo phải làm sao? Giết hết những yêu thú đó, hoàn toàn kích phát huyết dịch trận đồ, chắc lối ra sẽ xuất hiện. Giết hết những yêu thú này, sao có thể? Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Sư đệ, mau thả ta ra. Nhiều yêu thú như vậy, một mình để không đối phó được đâu. Yên tâm, không phải một mình ta đâu. Nếu ta luyện hóa được bản nguyên của đám yêu thú này, bổn nữ vương đại nhân có thể đột phá đến nhị phẩm vũ quân rồi. Có nàng ấy ở đây là Sở Phong Sư Đệ ăn chắc rồi. Tới đúng lúc lắm. Cung điện rộng lớn, một chiều một con cũng mạnh quá rồi đấy. Nha đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ nào cô ấy chính là giới linh của Tù La Giới lên trong truyền thuyết? Thật không hổ là Sở Phong. Phàm là giới linh sơn có khế ước với giới linh của Tù La Linh Giới để trở thành sự tồn tại siêu phàm. Đại đảng, nha đầu người vong bá đạo như vậy, có điều trước mắt vẫn nên tóc chiến tóc thắng đi. Bộ nội vương đột phá nhị phẩm vũ quân rồi. Vậy chiến lực của người rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Nói ra thì không thú vị rồi. Sau này bộ nội vương ra tay cho người xem, để lúc đó sẽ biết thôi. Đợi ta khai khởi lối vào, xác nhận không có nguy hiểm sẽ thả mọi người ra. Khởi. Sở Phong đại ca, đây thật sự là lối vào sao? Có phải không thì vào thăm đó là biết. Cung điện hùng vĩ, nơi này là... Những yêu thú này không chỉ là bị hấp thụ sạch bản nguyên, mà còn bị làm thành đồ trang trí, thật đáng thương. Lẽ nào đó chính là người thần bí đã giết hết quần đảo yêu thú sao? Lẽ nào đây là người thần bí đã giết quần tộc yêu thú? Sao mọi người lại vào đây? Không phải nói mọi người chờ tao bên ngoài sao? Có nguy hiểm thì phải làm thế nào? Lần này cũng là người làm chuyện nguy hiểm nhất, chúng ta cũng là lo lắng mới vào mà. Hình đệ, chúng ta có phải là có phúc cùng hưởng, có họ cùng chịu không? Đương nhiên. Bản nguyên của người đó đã không còn rồi. Trong những trận pháp trên đầu của hắn lại chứa được một thứ chưa rõ là gì. Là huyết mạch đế cấp, hơn nữa rất cường đại, với thực lực của chúng ta ngàn vạn lần đừng quá nhiều. Nếu đã như thế, vô thường đệ đệ, các ngươi ra ngồi trước đi. Đại trận khởi động rồi. Tiểu bối vô thường, cả gan làm loạn, quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, tôi đáng buồn chết. Tôi đáng buồn chết, các ngươi sao thế? Lẽ nào là áp chế của huyết mạch? Mình không chịu ảnh hưởng, là nguyên do từ tám trùng lôi đình trong huyết mạch. Có lẽ uy áp của mình có thể giúp vô thương bọn họ. Hả? Mình đang bị sao thế? Không ổn rồi, Sở Phong. Người tên là gì? Vạn bối Sở Phong, tiền bối là chủ nhân của nơi này.
Họ Sở. Tiền bối, có phải là biết, có phải là tiền bối biết Sở gia ta? Nam tử này có huyết mạch đê cấp, rất có khả năng biết thân thế của ta. Trận pháp kết giới ta bày bố là Khương Khai Khởi. Hồi tiền bối, quả thật là vạn bối khai khởi. Ngươi lại có điều đáng tiếc. Huyết mạch đế cấp của ta căn bản vô dụng với người thôi. Ngươi muốn truyền cho tiểu tử đằng sau sao? Tiền bối, ngài nói đúng rồi. Không biết có thể ban cho bằng hữu của ta không? Huyết mạch của ngài quả thật rất quan trọng đối với hắn. Hay, ta dày công bày bố trận, lưu giữ tàn hồn, khổ cực để chờ mấy nghìn năm, nên đón người có duyên. Huyết mạch đế cấp của ta lại không xứng nhập thể. Bỏ đi, nếu trận này là do người phá, vậy ta cũng không ngại thành toàn cho người, để bạn hữu của người qua đây. Vô thương đệ đệ. Vạn bối Khương Vô Thường bái kiến tiền bối. Khương Vô Thường, đúng không? Vậy cũng thật có duyên với ta. Tiểu tử, ngươi quả thật có một huynh đệ tốt, coi như ngươi gặp vận may lớn rồi. Thiên võ lục trùng, thiên võ thất trùng, thiên võ bát trùng. Vô thượng đại đệ, chúc mừng đệ đã đạt được huyết mạch đệ cấp. Từ nay về sau, y là phải đổi lại thành ta đuổi theo đệ rồi. Cơ thể có thích ứng không? Có chỗ nào không thoải mái không? Sở Phong đại ca, vô thượng không hề thấy có gì bất thường. Đệ hiện giờ, Sơ là người duy nhất có huyết mạch đệ cấp ở cả Đông Phương Hải Vực. Chuyện này truyền ra ngoài có lợi mà cũng có hại, sợ là sẽ trở thành đối tượng truy sát của các gia tộc truyền thừa huyết mạch. Không cần phải phiền não quá. Cho dù chuyện này có truyền ra ngoài, chỉ cần vô thương đệ đệ yên tâm tu luyện ở Tứ Hải Thư Viện, thì ai dám gây phiền phức cho Tứ Hải Thư Viện. Nhưng chúng ta nên giải thích chuyện này với thư viện như nào. Chỉ cần thay đổi sự thật một chút, thầy có thể lừa được người. Còn về những người như là Vương Long. Cửa lớn bên ngoài cơ giới. Đến rồi. Sao chỉ có mấy người bọn họ ra ngoài? Các người có biết Vương Long, Vương Việt, Yết Chi và những người khác không? Vương Long, bọn họ sau khi tiến vào vành đai trung tâm gặp phải yêu thú trong đó, đợi chúng ta đến được chỗ đó thì bọn họ đã bị yêu thú giết rồi. Nếu như thầy hướng dẫn không tin, thầy có thể tiến vào thăm dò. Trong đại điện mênh mông, Thái Khảo đại nhân, mấy đệ tử đã nói yêu thú ở nơi này bị một đạo thần thức giết chết. Ngươi cảm thấy đây là thật sao? Cho dù là thật giả, mấy đứa trẻ này đã rời khỏi vành đai trung tâm của thành cổ nghìn năm, buộc phải bồi dưỡng trọng địa chốn. Chuyện ở nơi này liệt vào hàng cơ mật cao nhất. Nếu như để cho ta biết được, ai tiết lộ ra, giết không tha. Hai ngày sau, lão gia tử vẫn cần ta đợi bao lâu nữa? Ngại quá, Sở Phong thì hở, để ngươi chờ lâu rồi.